Ai cho mẹ coi răng của con cái. Đau khổ đau khổ. Đây là con cá chỉ có răng nhu thôi. Cái chai đó của mẹ đó không có được lấy nha. Bà. Trời ơi, nhưng mà đưa đây cho mẹ. Ok, đưa đây cho mẹ. Hello mọi người, trên tay Ru đang cầm là mấy cái em son trong cái bộ son Steamon mà các bạn đã comment rất là nhiều trên YouTube tuần qua. Vậy thì mọi người có công nhận với Ru là mấy cái em này nhìn rất là giống mấy cái gói dầu gội đầu mà người ta hay bán lẻ ở siêu thị không? Cho nên Ru nghĩ bên cạnh cái tên chính hãng thì Ru còn có thể gọi mấy em này là son dầu gội đầu. Một bộ son thì nó có khá là nhiều màu ha, và người ta chia nó ra làm hai dòng là dòng Lip Matte và dòng Lip Velvet. Thì ở đằng sau cái bao bì á, nhà sản xuất họ còn giải thích cái tên này đọc như thế nào, xong rồi nó có nghĩa như thế nào, nói chung rất là chu đáo. Và có thể nói đây là cái bộ son có cái giá rẻ nhất mà hồi nào giờ Rư từng review son Hàn Quốc á. Tại vì mỗi một cái em son như thế này trên web của hãng ghi là 3.500 won Hàn, tức là nó chỉ khoảng 75.000 tiền Việt thôi. Bộ son thì không có vỏ và nó chỉ như thế này thôi, và kèm theo sẽ là một cái seal màu đen mà Rư vừa mới bóc ra. Người ta dán cái phần vỏ với lại cái phần thân vào nhau á, và cái cảm giác khi mà cầm cái này á mọi người, nó thật sự rất là giống dầu gội đầu. Và ở đây thì mình có một cái phần để mình vặn lên như thế này. Và bên trong thì là cái ống son như bình thường. Vậy thì Ru nghĩ á, cái em son này cái giá của nó rẻ một phần có thể hiểu là bởi vì cái bao bì này người ta không có tốn nhiều kinh phí để mà sản xuất nó. Màu son đầu tiên mà Ru chọn swatch cho mọi người là một cái em màu cam đất. Ban đầu thì Ru chọn em này bởi vì Ru thấy cái vỏ ngoài nó cam đất khá là xinh, nhưng mà thật ra lên trên môi Ru thì các bạn sẽ thấy là nó hơi bợt. Thật sự là màu này đánh rất là tây và rất là trắng, nhưng mà nó lại không có liên quan đến cái bộ đồ và cái make up bánh bèo của Ru ngày hôm nay. Chất son này nó làm cho môi Ru hơi bị khô, cũng như cái cảm giác son đi trên môi á, nó quá nhanh khô, thành ra Ru chưa có kịp viền, chưa có kịp làm gì hết thì nó đã khô lại mất tiêu. Tiếp theo đó nữa là môi Ru cảm giác là bị lộ vân môi, và hai cái môi chạm vào nhau thì nó hơi khó chịu một chút xíu. Nói chung ấn tượng ban đầu về em này là màu thì không có đúng với cái vỏ nè, tiếp theo là cái chất son nó không làm cho Ru hài lòng, cho nên tính đến hiện tại thì Ru không có thích cái màu này. Màu son tiếp theo là một cái màu có thể nói là rất là bánh bèo và rất là hợp với xu hướng, bởi vì em này hơi hướng coral. Và khác với lại cái chất son matte hồi nãy, cái dòng Lip Velvet này thật sự là nó rất là dễ thương và nó làm cho môi Ru rất là nhẹ nhàng. Nó không giống với lại cái Lip Velvet của 3CE, cũng không giống với lại cái Lip Velvet của BBAA. Nó là một cái kiểu gì đó rất là riêng. Nói về cái mật độ màu của mọi người thì em son này nó dàn trải không có đều, nhưng mà bù lại thì nó sẽ làm cho cái môi của mình màu sắc nhẹ nhàng. Tiếp theo nữa là cái môi nó chạm vào nhau rất là dễ chịu ha. Đây là một màu đúng là sẽ cần da trắng và men răng trắng, nhưng mà đây là một màu quá trẻ và quá xinh, cho nên Ru nghĩ là những bạn nào đi học á thì đánh màu này sẽ rất là dễ thương luôn. Màu tiếp theo mà Ru swatch cho mọi người là một cái em màu tím, và cái màu này chính là cái màu mà nó liên quan nhất tới bộ đồ của Ru. Cũng là dòng Velvet cho nên là son lướt trên môi thật sự làm cho Ru rất là hài lòng, cộng với lại cái màu này nữa, thành ra là Ru có cảm giác như Ru thích màu này nhất. Chỉ có điều là cái màu này á, nó như mà zoom sát cái môi các bạn sẽ thấy là có chỗ đậm, có chỗ nhạt. Nhưng mà bởi vì Ru thích cái màu này cho nên là Ru bỏ qua cái khuyết điểm đó. Chỉ có điều nếu như bạn là một người khó tính thì bạn sẽ cần phải để ý cái đặc điểm này nha. Đó là màu sắc không có đều lắm trên suốt cái môi của mình. Em son này hơi có mùi một chút xíu, không biết vì sao mà Ru có cảm giác như đúng là mùi dầu gội luôn á. Và cái chất son thì nó mỏng, cho nên với những bạn nào mà cái viền môi của mình hơi thâm thì mình sẽ phải chịu khó che khuyết điểm môi trước. Tiếp theo Ru swatch cho mọi người cũng là một cái tông hồng tím, nhưng mà là phiên bản lì. Và đến cái lần thứ hai đánh cái chất son lì thì Ru phải công nhận luôn là cái chất son lì này nó làm cho môi Ru rất là khô, và hai cái môi bậm vào nhau thì nó dính và nó lấy đi rất khá là nhiều son. Đây là một cái màu dễ thương nếu như bạn thích màu tím, chỉ có điều là cái chất son này thì nó không có làm cho Ru hài lòng. Nói chung Ru nghĩ là khi mà bạn tìm đến cái hãng son này á, thì hãy chọn dòng Lip Velvet thay vì Lip Matte nha. Và màu cuối cùng mà Ru swatch cho mọi người cũng là một em thuộc dòng Velvet, và em này có thể nói là nổi bật nhất suốt từ nãy tới giờ, tại vì nó là một cái tông cam đất ấm.
Nói về em này thì Ru phải công nhận là màu son đẹp, cái độ pigment thì nhiều hơn hai em Vivette hồi nãy, cũng như là cái chất son thì rất là ổn. Đây là một cái màu tương đối dễ đánh và thật sự là cái chất son Vivette của bộ son này nó lạ lắm mọi người. Nó nhẹ, nó dễ đi, cái đầu cọ mịn và cái kết cấu mà son nó để lại trên môi mình á là nó vẫn hơi lì một xíu chứ nó không tới mức bóng hay là hơi creamy giống như các cái dòng Velvet khác. Tóm lại, cái chất Velvet này là một cái chất mọi người rất nên thử. Và đây là một chút xíu review của Ru sau khi mà đã swatch cho mọi người 5 màu son vừa rồi ha. Ru sẽ nói về ưu điểm của bộ son lần này. Ưu điểm đầu tiên là giá quá tốt, 3.500 won cho một em son. Ưu điểm số 2 là một cái thiết kế lạ mắt. Ưu điểm số 3 là bỏ qua cái dòng lip matte ha, thì cái dòng lip Velvet thực sự là màu rất là ổn, cộng với lại cái chất son rất là mịn. Ru rất là thích cái điều này. Còn nói về khuyết điểm thì Ru nghĩ cái dòng son này á, cái dòng lip matte nó là một cái thảm họa luôn á. Tại vì nó lộ vân môi, hai cái môi bặm vào nhau cực kỳ khó chịu và nó làm cho môi của mình rất là khô và hoàn toàn không thoải mái khi đánh son. Ngoài ra thì Ru, nếu như mà nói về cái dòng lip Velvet riêng á, thì Ru nghĩ là nó không có khuyết điểm gì hết. Vậy thì cái màu son mà Ru thích nhất, không biết sao nữa mà Ru thích cả ba em của dòng Velvet nhưng mà thích nhất ha. Nếu như không mặc bộ đồ này đi thì Ru sẽ thích cái màu cuối cùng là cái tông đỏ cam mà Ru đã đánh ở cuối video. Còn nếu như mà là mặc cái bộ này á, thì chính là cái màu hiện tại, là cái màu mà Ru swatch số 3 nè, cái màu mà nó hơi ngã về hồng tím một xíu. Nói chung là cái chất son Velvet của bộ này nó nhẹ và nó lạ lắm, mọi người rất là nên thử. Tại vì 5 màu mà Ru đang có thì nó không có được đa dạng cho lắm, thành ra là trả lời cho câu hỏi là những bạn không trang điểm đánh được màu nào thì Ru nghĩ là cái màu cuối cùng, và các bạn da ngăm thì Ru nghĩ cũng là cái màu cuối cùng này luôn. Nãy giờ khi mà Ru swatch son á, thì 4 em đầu tiên Ru lau rất là dễ, nhưng mà đến em cuối cùng thì nó có hơi stain lại một chút xíu và Ru phải chùi tẩy trang tới 2 lần. Thành ra là kết luận về cái độ lâu trôi á, thì ngoại trừ em cuối cùng ha, 4 em này nó có thể giữ màu tầm 4 cho tới 5 tiếng. Còn riêng cái em này có thể là tầm 6 tiếng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Ru nha. Mọi người nhớ nhấn vào nút subscribe để tụi mình còn có thể gặp nhau ở mấy video tiếp theo. Bye bye.